Chào mừng các bạn đã đến với Em Cuisine. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn một món bánh mì kẹp chiên bơ. Để làm món này, bạn chỉ cần bánh mì, phô mai sợi, trứng, rong bông, thịt nguội đó, bơ và phô mai. Chuẩn bị nè, bánh mì bạn khác với bơ nha, cho bơ lên. Đấy, tiếp tục cho miếng phô mai lên. Sau đó bạn cắt rong bông theo hình, bỏ phần da đi nha nếu các bạn không thích ăn da. Rồi cắt vuông theo miếng bánh mì. Rồi, cho lên. Tiếp theo là phô mai sợi, cũng cho lên. Cho càng nhiều, càng tốt nha. Nếu bạn thích ăn nhiều. Trứng, bạn đập ra. Đánh lên. Có thể cho một tí tiêu, một tí muối, hoặc một tí bột tỏi nếu bạn thích. Rồi, bắt cái chảo lên. Cho bơ. Bơ bắt đầu nóng lên. Thì mình trộn với, lấy bánh mì ha, trộn với một tí nhúng vào phần trứng đã đánh rồi đó, cho vào chảo, rồi phần kia cũng nhúng vào và đẩy nó lên đó. Tiếp tục làm với miếng kia. Khi mà cái phần trứng đó nó được chiên, nó ngấm vào bánh mì và chiên với bơ lên, nó rất là thơm. Tạo một cái mùi thơm rất 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 là hấp dẫn. Rất là dễ ăn. Đó, bạn tiếp tục đẩy nó lên. Cứ thế. Lửa vừa thôi, riu riu nha, để cho bánh nó đừng có cháy. Đó, canh nó vàng. Hai bên bạn trở đều. Rồi. Khi hai bên đã được trở đều, bạn cho ra. Đây, chuẩn bị ăn nha. Mình hay cắt theo hình đường xiên. Đó. Cho nó dễ ăn, nó dễ cầm. Bạn có thể cầm ăn luôn. Hoặc để nguyên cũng được. Cho lên dĩa. Trình bày theo cách bạn thích. Ha. Rồi. Ăn chung với salad. Ăn kèm với salad trộn. Lần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sốt salad trộn. Trên máy đã dĩa xong rồi. Chuẩn bị thưởng thức thôi. Rất rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ bình luận cho mình nha. Cảm ơn các bạn.